tôi là Đinh Thị Xá, 53 tuổi, dân tộc Ba Na. Có là hồi trước kia là cũng ông bà trong làng, ông già có truyền lại cho mấy con cháu sau. Thì sau đó thì mình cũng được có thời gian đi học hỏi này làm thuốc, thì cũng thay thuốc mình đi lấy từ rừng về làm thuốc đau bụng đi cháy. Ở Việt Nam mình có 54 dân tộc khác nhau, thì mỗi dân tộc đều có một cái kinh nghiệm khác nhau để sử dụng cây thuốc. Thì khi mà họ ốm đau thì họ sử dụng các cây thuốc lúc đầu nó xuất phát từ người ta quan sát là các cái con động vật, những cái cây mà động vật ăn được thì người ta quan niệm là những cái cây đấy là không có độc. Thì là loài người bắt đầu sử dụng cái cây đó để làm thức ăn. Và trong cái quá trình làm thức ăn thì người ta thấy là có thể là khỏi được bệnh. Thì họ rút kinh nghiệm dần dần ra để họ thấy những cái loài cây thuốc đấy có thể sử dụng để mà điều trị các cái bệnh. Đây là cái loại nó gọi là cây thông nàng hay là gọi là cây hoàng đàn giả. Nó là có gỗ tốt, cho gỗ tốt, và đồng thời cũng có cái giá trị làm thuốc, là cái vỏ của nó làm thuốc chữa đau bụng. Thì sau này ví dụ các cái thế hệ về sau thì họ vừa phát triển cái kinh nghiệm của cha ông đời trước và bắt đầu họ bổ túc thêm cái kinh nghiệm của họ, để càng ngày họ làm cho cái kinh nghiệm sử dụng cây thuốc để điều trị bệnh nó càng ngày nó càng phong phú hơn. Thế và cái đó nó tích lũy lại từ đời này sang đời khác, thì sau này nó thành ra một cái kho tàng tri thức của loài người, là để biết sử dụng các cái cây cỏ để mà điều trị cho nhân dân khi mà bị ốm đau. Đây là cây mật gấu, tác dụng là chữa bệnh đường ruột, bệnh gan, bệnh thận. À, bây giờ lên 25.000 một cân. Hồi trước thì có 15.000. Bây giờ 25.000. 20 thì đợt mà nó nhiều ấy thì nó lại rẻ hơn tí. Lúc nào thì nó nhiều ạ? Cái mùa là họ lấy được nhiều ấy thì họ mang về thì nó rẻ hơn. Còn cứ bình thường cứ 20-25.000 một cân. Thế trong những cây thuốc mang bản sắc dân tộc thì tỉnh Bắc Cạn chúng tôi đã tập hợp vào khoảng độ 50 loài cây thuốc có giá trị y học và y tế. Thế trong những cây này thì chúng tôi đã đặt vấn đề là phải bảo tồn khoảng độ 40 loài cây. Trong đó có cây Hoàng Liên Oro. Thế cây Hoàng Liên Oro, người dân bản địa chúng tôi đầu tiên cũng không biết đó là cây Hoàng Liên Oro đâu, mà người dân bản địa gọi là cây mật gấu, và có nơi còn gọi là cây kim dao. Nó bán từ lâu rồi ạ. Vâng, hồi xưa cái này thì là hồi xưa các cụ nó cũng dùng rồi. Vâng, từ các cụ đã dùng. Nó dùng trước thì nó cũng lấy về thì nó chỉ đun nước thôi. Bây giờ thì người ta có nhiều người nó không biết, nó lấy về nó ngâm rượu. Ngâm rượu thì ngâm rượu là uống nhiều quá thì nó cũng không tốt. Cây này thì nó cây mật gấu thì người ở dưới xuôi thì nó là thấy uống đắng đắng như mật gấu nào. Thế nên cái đấy là một cái mà tôi cho rằng nó không được chính xác lắm, không được chính xác lắm. Và từ cái sự tuyên truyền đến nên nhiều người mà thông qua cái việc buôn bán, người ta bán hàng thì người ta nói, nên người dân thấy rằng nó cũng quý như mật gấu nên người ta cứ mua. Người này nói thì người khác mua rồi thì lại nói cho người khác, nên cứ truyền khẩu nhau nên người ta mua. Đây là một cái nguyên nhân để mà nó kích thích cái việc là người dân đi vào trong rừng khai thác, và những người buôn bán thì họ cũng sẽ thông qua cái buôn bán này họ sẽ kiếm được lời. Chúng tôi chưa biết cái cây của nó là như thế nào, mà nói chung là thường thường là bỏ để uống vì là nó đắng, nó có chất mật gấu thôi. Bây giờ họ mua nhiều hơn. Bây giờ so với 3 năm trước. Và 3 năm trước họ mua, bây giờ họ mua nhiều hơn, nhiều người dùng hơn. Bây giờ nhiều người mua, họ biết công dụng của nó thì họ mua, hỏi nhau mua. Thế hiện nay thì cây Hoàng Liên Oro
đã đứng trước cái nguy cơ bị tuyệt chủng tại địa bàn của tỉnh Bắc Cạn. Bởi vì do thứ nhất là do cái nhu cầu sử dụng của người dân, thứ hai là người dân người ta quan niệm cũng chưa đầy đủ. Em mở quán được cũng năm nay là được 8 năm. 8 năm là thì cây này thực ra thì cũng bán được khoảng 4 năm. Bây giờ thì cũng rất hiếm cây này. Vàng hiếm, bây giờ nó đào ở dế. Đào ở dế đi bán. Bây giờ thực ra cây này nó có, bây giờ hiếm lắm. Hồi trước là có nhưng mà bây giờ nó hiếm rồi. Vì mình khai thác nhiều năm là nó hiếm rồi, không có. Cây con nó chẳng có rồi nữa, là bây giờ là không có, phải thu nhập ở, mình phải đi nơi khác thu về. Từ năm 1996 thì chúng tôi đã đưa cái cây Hoàng Liên Oro, hay là gần đây đồng bào có gọi là cây mật gấu, vào trong cái danh lục đỏ Việt Nam công bố lần thứ nhất. Mà Hà Giang là một trong những tỉnh mà có cái nguồn cái cây Hoàng Liên Oro này được coi như là phong phú nhất trong tất cả các cái tỉnh mà có cái cây Hoàng Liên Oro này của nước ta. Tuy nhiên với cái tốc độ khai thác như bây giờ thì cây này vốn đã được đưa vào danh lục đỏ và sách đỏ Việt Nam thì nay nó càng trở nên hiếm. Chính vì vậy cái yêu cầu mà cần phải bảo tồn cái cây, bảo tồn và phát triển cái cây Hoàng Liên Oro là một cái việc rất là cần thiết, rất là cần thiết. Cây là trước vợ cháu ở núi thì cháu nói là cây đậu ếch, cây đậu ếch, nhưng mà bây giờ cháu như ở dưới huyện bán thì lại cây gọi là cây mật gấu. Là do quá trình mà phá nương làm rẫy của bà con thì họ vô tình họ đã chặt bỏ những cái cây này đi để có cái đất để cho họ canh tác nương rẫy. Ở trên rừng núi ở đây thì trước thì đây cũng còn cái đậu ếch này rất nhiều, nhưng mà không biết nó sử dụng, nó lại phá đi hết. Nếu như mà không có những cái kế hoạch bảo vệ nó rồi khai thác một cái quá mức như thế này thì một ngày không xa chúng ta sẽ không còn nhìn thấy cái cây Hoàng Liên Oro này ở Việt Nam nữa.